nay mình sẽ test chế độ sport từ 0 tới 100 km/h trong bao nhiêu giây nha. Và mình sẽ đặt đồng hồ và đây là 0 km nha các bạn. Rồi, 1 1 2 3 bắt đầu. Wow, chính kiến luôn các bạn ơi. Rồi. Mấy giây thằng ơi? 11 giây 50 nha các bạn. Anh tính là em nghĩ là mình nhồi lên cỡ 4.000 vòng. Không, bây giờ nhồi hết ga nó chỉ lên 2.000 vòng thôi em. Rồi. Bây giờ em có nhồi hết ga nó cũng lên 2.000 giờ vòng. Mình về, mình về. Và mình chạy 100 km/h từ 0 tới 100 là hết 11.5 giây các bạn. Bây giờ ấy, cái này nó đủ vòng tua thì nó mới qua số 2.